Trứng là một loại thực phẩm rất là quen thuộc ở mỗi gia đình, và có một số người gặp phải trường hợp là đập quả trứng sống ra bát mà phát hiện một cái vệt màu đỏ như là máu có trong quả trứng. Vậy thì cái vệt màu đỏ có trong quả trứng đó là gì, và ăn quả trứng này thì có sao không? Hãy cùng tôi đến với thông tin dưới đây. Cái vệt đỏ có trong quả trứng đó là gì? Cái vệt đỏ đó là máu, là kết quả của một mao mạch nào đó trong buồng trứng của gà mái bị vỡ ra. Nguyên nhân và khiến cái mao mạch gà của bị vỡ có thể là do cái chế độ ăn uống này, tuổi của con gà, chứ không phải là do con gà bị ốm hay là bị bệnh. Vì vậy, cái vệt đỏ có trong quả trứng là hiện tượng hoàn toàn bình thường, không hề ảnh hưởng tới cái chất lượng của quả trứng. Chúng ta vẫn có thể ăn được quả trứng đó mà không phải là do ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu mà cảm thấy là cái vệt đỏ quá là chói mắt này, bạn có thể dùng thìa để loại bỏ nó ra khỏi quả trứng trước khi chúng ta sử dụng. Và cái vệt màu trắng đục trong quả trứng là gì? Cái vệt màu đỏ thì chúng ta thường đọc về cái vệt là màu trắng đục xuất hiện trong quả trứng. Thực chất cái vệt màu trắng đục này là cái dây treo, nó đóng một vai trò như một là cái mọ neo giúp cho lòng đỏ ở trung tâm quả trứng và bảo vệ phôi. Cái dây treo này có dấu hiệu giúp bạn nhận biết về cái chất lượng độ tươi của quả trứng. Cái dây treo càng nhìn rõ thì chứng tỏ là quả trứng gà càng tươi, và ngược lại nếu trứng đã cũ thì cái dây treo sẽ mờ dần và biến mất. Do đó bạn có thể hoàn toàn yên tâm trứng, hoàn toàn yên tâm ăn trứng khi nhìn thấy cái vệt màu đỏ này và cái vệt màu trắng đục. Nó sẽ đây là những loại quả trứng chúng ta vẫn thể sử dụng được và đảm bảo được cái độ tươi của quả trứng.